chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cả series One Face của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một trận đấu, đó chính là những người có Haki đánh với cả những thuyền trưởng. Thì mình sẽ chọn những người nào mà có Haki nhưng mà không phải thuyền trưởng ra để chúng ta có thể dễ dàng so kèo hơn. Ok, Shanh này, Marco này, xong rồi Haki thì chắc là có có Vista nhỉ? Haki Zoro không phải là thuyền trưởng, Sanji không phải là thuyền trưởng, Sabo không phải là thuyền trưởng. Ok, Lucy, ai nữa ta? Ai nữa nhỉ? Dâu trắng là thuyền trưởng, ba người thẳng dâu trắng rồi. Thôi được rồi, ngẫu nhiên nhé, chắc chưa chắc mình đã đánh đến phase 3 đâu. Rồi những thuyền trưởng thì thuyền trưởng Luffy này, thuyền trưởng mang cái Claw này, Kid này, X-Drake này, ai đây ta, dâu trắng này, một Hancock này, thuyền trưởng Buggy, thuyền trưởng bay tặc Space, và thuyền trưởng mang cái Tesoro. Ok, chiến đấu thôi. Vô nào. お前ら2人に下がってろと言って。もう一度。どっちょ。押し上がる。よっ。受けてみろ。押し上がる。見てろ。 chậm quá, chậm quá anh em ạ. Cái trưởng chậm quá. Ok, Smoker. Boom. Ây à, đau vậy. không lật lại được ấy. Kiểu kéo lại để mình đấm phát ấy. Không lật lại được ấy, cay vãi lịt. Mày ra khỏi room mấy cháu. Ok, đập chú Xanh. Dạo đập chú Xanh à? Lại này. Đập đấm bạn của ta à? Đấm bạn của ta à? Chết đi. Bóp.
Trời ơi, anh khỏe chưa? Nhưng mà tại sao Smoker lại không kéo lại nhỉ? Chả biết mình không biết bấm nút nào để Smoker được kéo người ta lại. Thế nó phải đi luyện vậy. Con tụi cháu lách kìa. Trưởng đéo gì thế? Tự nhiên lại quay đít lại xong rồi hóa đá tao là thế nào? Tướng! Tại sao lại tự nhiên Hancock nó có cái trưởng quay lưng lại xong rồi nó hóa đá mình nhở? Để hách! Cái gì vậy? Không hiểu nổi luôn. Chơi lập trò gì đây? Gọi là Zoro ra nó đá trong mấy cái Enkai này. Khi mà ông bật cái gì đấy, bật cái gì đấy, làm trò gì đấy. Càng quá nhở. No more bet. I over. I over.
Ai over? Hả ông già? Ai over cơ? Ai over cơ? Trời ơi, đi. Cái Lugia với tôi. Kinh nhở. Lugia lên. Ok, để gặp lại các bạn lần sau. Thì anh em đừng quên là đăng ký kênh cũng như là bình luận ở phía dưới nhé. Anh em thích nhá. Bye bye.